nhé, chúng ta sang tập huấn tiếp theo. Ai có cái vấn đề gì, các căn bệnh nào trên gia súc và gia cầm cần trao đổi nhỉ? Nhưng mà đây là chủ quay Gen Z. Đây cho mọi người xem qua về cái trường quay. Đây là trường quay BMG, có 5 cái màn hình, có máy chụp ảnh, có 5 cái laptop, rất là nhiều hệ thống ánh sáng. Bây giờ chúng ta qua đây để tập trung vào cái câu hỏi của các bạn. Các bạn có câu hỏi và yêu cầu là làm rõ cái bệnh viêm phổi phức hợp của heo. Tại sao thì người ta lại gọi là bệnh viêm phổi phức hợp? Bởi vì là bệnh do rất là nhiều cái nguyên nhân, đúng vào cái chuyên đề mà người chăn nuôi quan tâm nhất. Và cái bệnh này cũng là cái bệnh gây thiệt hại cho heo nhiều nhất. Cho nên là cách đây 2 tháng thì tôi có chỉ đạo các đồng chí lãnh đạo tập đoàn là chúng ta sẽ tập trung đưa ra một cái giải pháp tốt nhất cho người chăn nuôi. Thì cái bệnh viêm phổi phức hợp do rất là nhiều cái căn nguyên. Do là những cái căn nguyên gây bệnh là vi khuẩn, do vi khuẩn gram dương, do vi khuẩn gram âm. Thì hiện nay là có hơn 10 vi khuẩn gây viêm phổi. Trong đó là có 4 cái vi khuẩn ở trên này là gây ho. Trong hơn 10 cái vi khuẩn gây viêm phổi thì trong đó là có 4 cái vi khuẩn là gây ho nhiều. Thì tôi để màu đỏ để phân biệt. Vậy là ho là do 4 cái vi khuẩn màu đỏ này. Thế và có là 8 cái vi khuẩn gây thở và gây hóa mủ. Có 1 cái vi khuẩn là vừa gây ho, vừa gây thở, vừa gây hóa mủ. Người ta đã nghiên cứu rất là kỹ. Thì nó có từng này cái căn nguyên ở con vi khuẩn. Do suyễn thì người ta do căn nguyên là Mycobacterium, là một loại vi khuẩn gram âm. Viêm teo mũi truyền nhiễm do tụ huyết trùng Bartonella multisida. Rồi là do vi khuẩn là Haemophilus, do Actinomyces, do Staphylococcus niêm cầu khuẩn. Do là viêm phổi dịch xuân, do là Pseudomonas, do cái trực khuẩn mủ xanh. Rồi là do nhiễm trùng huyết, do là vi khuẩn Salmonella, cái thể là gây viêm phổi, gây thở. Thì bệnh viêm phổi này người ta gọi là viêm phổi phức hợp vì do rất là nhiều nguyên nhân. Thế mà đây là những nguyên nhân do vi khuẩn. Còn một số cái nguyên nhân gây ho nữa là do virus, như là rối loạn hô hấp và sinh sản, hay người ta gọi là tai xanh. Và một số cái nguyên nhân gây ho nữa là do giun phổi, ấu trùng giun phổi di hành ở trong phổi thì cũng gây ho. Thế và trong số những cái vi khuẩn này thì có cả vi khuẩn gây bệnh gram dương và có cả những vi khuẩn gây bệnh là gram âm. Vi khuẩn gram dương thì khi người ta nhuộm gen xa thì nó bắt màu tím, cho nên là tôi để cái này là hình vi khuẩn gram âm là khi nhuộm thì bắt màu đỏ, vi khuẩn gram dương thì khi nhuộm thì bắt màu tím. Và chữa cái thuốc này thì là hoàn toàn là khác nhau. Có những cái vi khuẩn gram dương thì người ta chữa bằng thuốc khác, vi khuẩn gram âm gây bệnh thì người ta chữa bằng thuốc khác. Cho nên là cái câu hỏi đặt ra là chữa thuốc gì là một cái rất là đau đầu cho các nhà khoa học, các đại lý, các chủ trang trại. Và rất là nhiều các chủ trang trại lâu nay có thể chúng ta chưa được cập nhật cái tài liệu, chúng ta chưa thấu về các căn nguyên gây bệnh. Cho nên là chúng ta chữa nó không khỏi chữa để, có thể nó đỡ. Nhưng mà do là 8 cái căn nguyên gây bệnh, hoặc là 12 căn nguyên gây bệnh, hoặc là 5 căn nguyên gây bệnh, thì chúng ta dùng thuốc nó chỉ tiêu diệt được là 2 đến 3 căn nguyên. Cho nên là nó đỡ được 10 ngày hoặc là 15-20 ngày sau nó lại quật bệnh trở lại. Thì cái câu hỏi về chữa cái thuốc gì là một cái vấn đề vô cùng quan trọng. Có những vi khuẩn thì chúng ta dùng thuốc kháng sinh thì nó chữa được vi khuẩn gram dương nhưng mà lại không chữa được vi khuẩn gram âm. Có nhiều người thì kết hợp thuốc lại bị sai. Có nhiều người lại dùng là Ceftiofur mặc dù rất là tốt, sau lại kết hợp với lại tinosin, hay là dùng là Ceva lại kết hợp với Doxy thì làm giảm tác dụng của cả hai loại thuốc. Để giải quyết cái bệnh này thì phòng bệnh là quan trọng nhất.
Và phòng bệnh bằng vaccine là cái biện pháp phòng bệnh là hiệu quả và kinh tế nhất. Thì ở tập đoàn Đức Hạnh Bavaria là từ năm 2015 thì đã đăng ký cái sản phẩm là MAC ABV VAC. Và đây là một cái thông tin rất là mới, rất là hay để cho chúng ta xem. Cái vi khuẩn này thì ở tập đoàn đăng ký thì rất là nhiều cái tip. Trong cái số này là một mũi tiêm là phòng 4 bệnh do Actinobacillus và Leomonia, do là Staphylococcus và do là thú huyết trùng. Như vậy là trong này thì đã có 8 cái kháng nguyên của 3 cái loại vi khuẩn gây viêm phổi phổ biến. Tiếp theo thì quý vị xem là cái sản phẩm viêm phổi đa giá. Tiêm một mũi thì phòng viêm phổi di truyền, viêm đa xoang, viêm phổi do thú huyết trùng, viêm phổi hóa mủ và viêm phổi do liên cầu khuẩn mà người bị bệnh. Lâu nay hãy cảnh báo trên TV là ăn tiết canh sống thì là nó bị nhiễm khuẩn. Thì đây là một cái hoạt chất chính, cái này là rất là hiếm ở Việt Nam mà có một cái đơn vị nào đăng ký là có từng này cái kháng nguyên. Như vậy Actinobacillus này thì là có serotype 2, serotype 5, vi khuẩn Bartonella multisida gây bệnh thú huyết trùng. Bệnh thú huyết trùng là bệnh biểu hiện rất là điển hình là phổi bị tổn thương, như là con heo là kêu gọc cái là có thể chết ngay, chết rất là đột ngột. Và cái vi khuẩn là Staphylococcus tiêm một mũi thì phòng được 3 bệnh và có 5 cái kháng nguyên gây bệnh. Và ở tập đoàn thì là chúng tôi tiếp tục đăng ký những cái sản phẩm cao cấp nữa. Căn nguyên gây bệnh do gây ho nhiều, do cái vi khuẩn Mycobacterium Hypoleumonia. Cái này là gây ho, còn cái lúc đấy là gây thở và gây hóa mủ. Chúng tôi lại tiếp tục đăng ký cái sản phẩm MIC. Cái này là một cái công trình rất là công phu, chúng tôi làm hơn 10 năm. Và đến nay thì kết quả khảo nghiệm thử nghiệm này đã cho kết quả rất là tốt. Và chúng ta thấy rằng là một cái phiếu kiểm nghiệm thì có 12 cái serotype. Trong đó là cái Staphylococcus là có 2 serotype. Cái vi khuẩn gây bệnh là Mycobacterium có 2 serotype. Vi khuẩn gây bệnh viêm phổi di sườn nó có 3 serotype. Và vi khuẩn gây tụ huyết trùng có 2 serotype. Như vậy nếu mà tiêm phòng thì tiêm một mũi thì có 12 cái kháng nguyên gây bệnh. Trong đó là có 6 bệnh viêm phổi là suyễn gây ho thở và có viêm đa xoang, viêm phổi di sườn gây hóa mủ và liên cầu khuẩn và thú huyết trùng. Về mặt thuốc chữa, trong cái bệnh nó rất là phức hợp do rất là nhiều căn nguyên, cho nên là chúng ta phải biết cách là kết hợp thuốc. Mỗi một cái bệnh thì lại có một cái thuốc đặc trị riêng. Ví dụ như là bệnh ho suyễn thì là tinosin thì rất là nhạy. Và có thể dùng doxy, có thể dùng enzo, có thể dùng flo, có thể dùng teamolin, có thể dùng sepquilong có tác dụng với suyễn. Nhưng mà lại tino cái nhóm này thì lại không có tác dụng nhiều với lại khuẩn bù xanh. Và cái nhóm này cũng không có tác dụng nhiều với lại viêm phổi di sườn. Không có tác dụng nhiều với lại nhiễm trùng huyết. Đối với lại bệnh viêm teo mũi thì cũng gây ho cho heo. Có thể dùng tinosin, dùng tula, dùng timicosin, dùng flo, dùng những kháng sinh thế hệ mới, teamolin hay là sepquilong có tác dụng. Nhưng mà cái nhóm này thì lại không trị được những cái bệnh như là Salmonella gây ở dạng thể là viêm phổi và dạng thở nhanh nhưng mà nhẹ. Và sau một thời gian nghiên cứu nhiều, chúng tôi làm kháng sinh đồ thì chúng tôi thấy rằng là có những vi khuẩn căn nguyên gây bệnh do gram dương thì dùng thuốc khác, có những căn nguyên gây bệnh do gram âm thì dùng thuốc khác. Trong thuốc chữa bệnh cho viêm phổi phải dùng cả thuốc chữa ho, thì có 5 cái vi khuẩn gây ho và có 9 cái vi khuẩn là gây thở và gây hóa mủ. Cho nên là thường muốn chữa được bệnh này một cách tuyệt đối hoặc là phải dùng một cái kháng sinh rất là mới, hoặc là phải dùng kết hợp. Các bước để chữa bệnh thì bao giờ cũng là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đầu tiên là chúng ta dùng bằng tiêm vaccine là hiệu quả nhất. Sau đó thì chúng ta lấy cái sản phẩm Macformic này chúng ta trộn phòng. Chúng ta có thể trộn cho ăn trong vòng là 1 tuần, sau đó lại nghỉ độ 10 ngày. Thuốc nó sẽ tồn lưu ở trong cơ thể 10 ngày thì sẽ không bị bệnh. Thì cái Flo là một cái kháng sinh thế hệ rất là mới. Mặc dù nó không rất mạnh để chữa được suyễn, nhưng mà nó lại trong cái nhóm để chữa bệnh này thì chúng ta nhìn thấy là Flo từ trên xuống dưới này thì Flo đều có tác dụng. Nhưng mà không phải là mạnh nhất. Cho nên là cái sản phẩm Macflo 45% của tập đoàn Đức Hạnh là bán rất là chạy. Hay là cái sản phẩm Macflomic này cũng vậy, 1kg Macflomic này có thể trộn được 1 tấn thức ăn để phòng viêm phổi phức hợp. Flo là một cái kháng sinh thế hệ mới hơn là Chlamydia. Cái Chlamydia thì bên thú y cấm từ năm 2003 đến nay là 18 năm. Và người ta đã tìm ra cái Chlamydia là kháng sinh cùng cái nhóm đó nhưng mà mạnh gấp 32 lần so với lại Chlamydia. Và cái này là không tồn dư lâu ở trong cơ thể của động vật. Thế nên là nhiều người chăn nuôi theo cổ điển ngày xưa thì vẫn thích dùng là cái Clocid hay là cái gọi là cái Chlamydia. Nhưng cái đó thì hiện nay là bên thú y là cấm được 18 năm nay rồi.
và người ta đã tìm ra cái thay thế nó là cái là chlorpheniconazole. Nó tốt hơn là chlorpheniconazole gấp 32 lần để chữa về bệnh thương hàn. Phác đồ này thì gồm có 4 bước. Bước thứ nhất là tiêm vaccine, bước thứ hai là trộn macrolomic, bước thứ ba là tiêm. Thì trong số rất là nhiều cái loại thuốc này, chúng ta tiêm cái gì là hiệu quả nhất? Thì chúng tôi đã nghiên cứu rất là lâu, chúng ta có thể là chọn tulamicin hay là chúng ta chọn doxy thì chữa được suyễn nhưng mà lại không chữa được là viêm phổi hóa mủ. Chúng ta chọn enzo thì chữa được tụ huyết trùng, chữa được suyễn nhưng mà lại không chữa được cái trực thuộc khuẩn mủ xanh và cũng không tác dụng nhiều với lại viêm đa xoang và phổi dính sườn. Nhiều người thì chọn amox, chọn cefalexin, chọn cefquilon, chọn cefpiofur thì chữa được những vi khuẩn hóa mủ gây thở nhưng mà lại không chữa được ho nhiều. Ví dụ amox là không có tác dụng với lại suyễn. Người chăn nuôi đã theo cái khuyến cáo của tập đoàn Đức Hạnh Movet thì người ta dùng cái phao lo này, người ta trộn cho ăn trong vòng 10 ngày, sau đó người ta nghỉ 10 ngày người ta lại chuyển sang doxy. Người ta trộn cho ăn 5 ngày sau lại nghỉ 10 ngày là 1 tháng. Vậy một cái lứa heo thịt nuôi 3 tháng thì người ta chỉ cần trộn là 3 lần. Sau đó trước khi xuất heo 1 tháng thì người ta sẽ không trộn nữa. Nếu mà trộn phao lo với doxy thì phòng được rất là nhiều bệnh. Đặc biệt là tập đoàn thì có chế ra cái sản phẩm phao lo doxy và có cả là prednisolone cộng với lại chlorpheniramine. Thì cái này là một cái kháng viêm rất là nhạy. Trong cái giờ cắt cái cơn ho của heo, nếu để điều trị thì người ta dùng cái phonodoxy này và có 4 thành phần. Trong đó là có 2 thành phần là kháng viêm và chống dị ứng. 4 bước để phòng bệnh của heo. Đầu tiên là chúng ta tiêm vaccine. Tiêm vaccine Myco trước, pha lẫn với lại Psycho đều chứng người cọc 7 ngày đến 14 ngày tuổi. Đến ngày thứ 35 thì người ta tiêm cái vaccine đa giá, viêm phổi dính sườn, viêm đa xoang và tụ huyết trùng. Trong quá trình nuôi thì người ta phòng bệnh thì người ta dùng là cái Flomix này trộn cho ăn 5 ngày nghỉ 10 ngày là được 15 ngày, xong lại chuyển sang doxy trộn 5 ngày nghỉ 10 ngày. Và trong cái mix này thì có rất là nhiều vitamin và rất là nhiều các cái vitamin A, D, E rất là cần thiết cho sinh sản và giảm cái tình trạng viêm tử cung. Chọn Flo với doxy thì phòng được rất là nhiều cái vi khuẩn cả là gram dương, cả là gram âm. Còn khi chữa bệnh thì người ta có thể là dùng vẫn cái thuốc trộn này nhưng mà nó nằm hỗn hợp ở trong 4 thành phần, có cả kháng viêm, giảm đau hạ sốt và chống dị ứng là cái Flo doxy. Cái này thì hiện nay ở trên thị trường chỉ có một mình tập đoàn Đức Hạnh là có 4 cái thành phần này. Không dùng cái thuốc chữa bệnh này, có kháng viêm này thì chúng ta lại không dùng cho heo lái. Thế còn đối với cái macrolomic này và cái doxy này thì lại dùng rất là an toàn cho heo lái. Người ta đã nghiên cứu rất là nhiều ở trong vô vàn cái công thức kết hợp này. Nếu chọn một công thức là Genta mà kết hợp với Tino thì rất là tốt, thì thành một cặp Genta Tino này. Nhưng mà hai cái thuốc này lại rất là khó ở được với nhau. Cái gentamicin này trong cái dung môi pha phải có nước cất. Còn tinosin là nếu có nước thì nó lại bị thủy phân. Chúng ta pha là 20% nhưng mà sau 1 năm sau thì có khi nó chỉ còn là 15%. Các nhà khoa học phải đầu tư rất là nhiều thời gian để chế một cái cặp gentatino mà tiêm nó không bị buốt, an toàn và nó rất là đặc biệt. Thì lát nữa thì tôi sẽ chia sẻ thêm. Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng nhìn vào cái sáng sinh đồ này thì người ta có thể chọn một cái phương pháp thứ hai là cái tulamicin. Cái tula này là tiêm một mũi là có tác dụng 14 ngày. 1cc là cho 60 cân. Và cái Tula này là một cái kháng sinh thế hệ mới rất là đắt. Một cân nguyên liệu này là 139 triệu. Và cái này là còn chuyên dùng để tiêm cho các cái vật nuôi ở vườn bách thú. Nếu mà người ta pha loãng cái này ra để người ta tiêm cho bệnh ORT của gà hoặc là bệnh hen gà thì một mũi tiêm vẫn có tác dụng 6 ngày. Và chính nó thì là cái mà lúc 3 ngày tuổi pha lẫn vào nọ sắt để tiêm viên đa xoang cho heo con thì rất là hiệu quả. Cái này thì từ năm 2012 thì Bavet đã có cái sản phẩm nhận cái giải thưởng Cúp vàng tại hội chợ quốc tế tổ chức tại Singapore. Luôn luôn tuân thủ 4 bước, một nhóm là chữa ho và một nhóm là chữa thở. Và thuốc mà tốt thì một là phải kháng sinh thế hệ mới, hai là phải kết hợp giữa hai nhóm thuốc và cũng phải kết hợp một cách hài hòa. Nếu chúng ta chọn tinosin mà kết hợp với ambi thì lại gây phản tác dụng của thuốc. Chúng ta chọn cái kháng sinh thế hệ mới hoặc là chúng ta chọn cái phlo 45%, tiêm một mũi là tác dụng 96 giờ. Và cái sản phẩm này của tập đoàn bán rất là chạy. Thì cái phlo là một cái mà kháng sinh như tôi vừa nói là nó mạnh hơn chlorpheniconazole rất là nhiều và nó tác dụng với cả vi khuẩn gram dương, gram âm. Mặc dù nó không phải là mạnh số 1 nhưng mà khi tiêm phlo là rất là yên tâm. Tiêm một mũi là tác dụng 4 ngày, sau đó chúng ta tiêm một mũi run phổi nữa. Nhìn vào đây chúng ta thấy rằng là đây là một cái kháng sinh đồ chúng tôi làm. Có những cái mà khi kết hợp với lại tinosin và Genta thì màu tím này là gram dương, màu đỏ này là gram âm. Tyrosin thì thường là có tác dụng mạnh với lại Mycorrhiza. Vi khuẩn Mycorrhiza này vừa giống virus vừa giống vi khuẩn, nhưng mà nó vẫn là vi khuẩn. Và người ta nói là nó sinh sản vừa giống virus, vừa giống lấm, vừa giống vi khuẩn. Nó rất là nhỏ, cho nên là nó có vài nét khá là giống với vi khuẩn gram dương khi nhuộm mắt màu tím. Nhưng mà sau này nó có nhiều đặc điểm của gram âm, nên người ta đưa vào nhóm gram âm. Thế thì
ở cái mức độ mẫn cảm mà 2 cộng trở lên là có thể đem ra chữa bệnh được. Còn ở cái mức độ mà mẫn cảm là 1 cộng thì tác dụng là yếu. Chính vì vậy cho nên người ta làm kháng sinh đồ này, sau đó người ta kết hợp giữa tinosin và gentamicin để kết hợp với nhau thì rất là hiệu quả. Tôi ví dụ như là cái bệnh là do vi khuẩn gram âm, do Clostridium perfringens gây viêm ruột tiêu chảy, cái vi khuẩn yếm khí gây viêm ruột hoại tử cho heo con thì tinosin lại không tác dụng, nhưng genta thì lại rất là mạnh. Hay là chúng ta thấy rằng là cái vi khuẩn là gây bệnh sốt vẹt cho heo hoặc là cho gia cầm thì đối với lại tinosin không tác dụng nhưng mà genta lại tác dụng. Hay là đối với lại vi khuẩn xuyễn do mycoplasma thì tinosin rất mạnh nhưng mà gentamicin thì lại rất là yếu. Nhưng mà khi mà hai cặp này mà kết hợp với nhau thì ra một cái bộ rất là hoàn chỉnh, gần như là đạt từ 3 đến 5 cộng khi mà hai cái kháng sinh này mà kết hợp với nhau và tác dụng hiệp đồng. Gentamicin là cái là tác dụng vào ribosome của vi khuẩn, gen tiêu diệt vi khuẩn rất là nhanh. Và đây là một cái phác đồ rất là hay, các bác sĩ thú y rất là cần nhớ cái này. Cái bảng này là bảng nhất là những người bán hàng, những chủ trang trại rất là cần. Cái này là rất là công phu, khi mà lấy một cái phác đồ để làm kháng sinh đồ, một cái mẫu bệnh phẩm thì người ta phải chọn những cái vi khuẩn điển hình. Và đây là một cái bảng tổng hợp giữa tên vi khuẩn này. Ví dụ vi khuẩn là gây bệnh ORT của gà thì tinosin, gentamicin kết hợp với nhau rất là mạnh, cho nên là tiêng gentatilo để chữa bệnh ORT của gà rất là tốt. Hay là cái Glasser là để chữa viêm đa xoang. Tinosin thì không mạnh nhưng gentamicin thì rất là mạnh. Hay là vi khuẩn tụ cầu khuẩn hoặc là liên cầu khuẩn là gây nhiễm trùng huyết và viêm vú thì tinosin không mạnh nhưng mà gentamicin lại mạnh. Hay là vi khuẩn đóng dấu thì là tinosin không mạnh nhưng gentamicin lại rất là mạnh. Vi khuẩn gây bệnh phong đòn gánh thì là gentamicin rất mạnh, tinosin không tác dụng. Vi khuẩn là Clostridium perfringens gây viêm ruột hoại tử, gentamicin rất mạnh nhưng mà tinosin không mạnh. Nhưng kết hợp với nhau thì lại là một cái cặp rất là hay. Và đối với E. coli thì tinosin không mạnh nhưng gentamicin lại mạnh. Đối với vi khuẩn Salmonella, tinosin không mạnh thì gentamicin là tác dụng tương đối. Hay là đối với vi khuẩn tụ huyết trùng thì tinosin không mạnh nhưng gentamicin rất là mạnh. Đối với lại bệnh sẻ thai truyền nhiễm của heo lái do vi khuẩn Brucella này thì tinosin không mạnh nhưng gentamicin rất là mạnh. Và do cái vi khuẩn là gây bệnh nhiễm trùng huyết ở ngan vịt, cả tinosin cả genta đều rất là mẫn cảm với lại cái vi khuẩn này. Có một số cái căn nguyên gây là sốt vẹt như là Gramidia hay là Rickettsia gây sốt mần đỏ kế phát từ cái côn trùng ve và các bệnh khác, gentamicin lại rất là có tác dụng. Tiếp theo, cái sản phẩm mà của tập đoàn chữa viêm phổi phức hợp thì rất là đặc biệt. Chúng tôi đã nghiên cứu cái này rất là sâu và rất là nhiều năm. Chính vì vậy nên là chúng tôi chế ra cái sản phẩm Martinan. Quý vị thấy là cái sản phẩm này bán có thể nói là số 1 ở Việt Nam. Cái này chúng tôi đã cho nó vào cái dạng bao dơ. Chúng tôi phải pha nó là 22,6% đem đi kiểm nghiệm thì được là 20%. Trong này nó không có một tí nước nào. Chúng ta dốc cái chai thuốc này lên thì nó sánh như mật ong. Chế cái thuốc này ở dạng bao dơ thì khi phổi bị tổn thương thì thuốc sẽ tập trung ở phổi gấp 3 lần nồng độ thuốc ở trong máu. Cho nên là ở trong cơ thể thì không bị ngộ độc, nhưng mà trong phổi thì tồn lưu thuốc rất là lâu. Và tiêm một mũi tiêm là có tác dụng 60 đến 96 giờ. Vì thuốc không ở dạng nước, không có một chút nước nào ở trong thuốc. Cho nên là toàn là dung môi hữu cơ và có tính thẩm thấu và cách toán rất là tốt. Sau này thì chúng tôi tiếp tục là chế ra cái sản phẩm Tinangen này với lại 22,8% ở dạng là chuẩn tinosin, tương đương với khoảng là 26% ở dạng pantrat. Và genta là 11,6%. Như vậy là một mũi tiêm là tác dụng 72 giờ. Trong cái năm 21 này thì chúng tôi ra cái sản phẩm Tinangen 22,8%. Đây là một cái mà có cái đậm độ thị trường lớn nhất từ trước nay. Và một cái cặp kết hợp như này, Tinan thì đã tốt rồi, lại lại có Tinangen. Và vừa rồi thì tập đoàn chúng tôi là có lên giá một số cái sản phẩm vì toàn bộ nguyên liệu ở trên thị trường thế giới đều lên. Và chúng ta biết rằng là nguyên liệu thì chúng ta không nhập được. Cái tinosin này nó có 5 loại. Tinosin để tiêm thì dùng loại khác, tinosin dùng để uống là khác và tinosin dùng ở dạng trộn là khác nhau hoàn toàn. Tinosin tiêm thì chúng tôi thường dùng của Bun. Thế và hiện nay thì tất cả những thuốc của tập đoàn thì chúng tôi đều chế ở dạng thuốc tiêm này. Nếu là thuốc tiêm thì có thêm glucocalcinamin. Nếu ở dạng thuốc bột thì có thêm là magnesium thảo dược và điện giải glucocalcinamin. Cho nên là rất là nhiều các chủ trang trại, rất là nhiều khách hàng, rất là nhiều đại lý thì có nói rằng là anh Hạnh ơi, thuốc của anh rất là tốt rồi, tôi không chê một tí nào về thuốc rồi. Thế mà tại sao là anh vẫn bảo anh lên giá nữa? Thì tôi nghĩ là không thể nào có một cái thuốc nào là tốt hơn nữa mà bây giờ lại lên giá. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn hay ví dụ với lại khách hàng và cán bộ nhân viên. Cái thuốc chúng ta bào chế nhiều, chúng ta có nhiều kinh nghiệm.
thì chúng ta phải nâng cái thuốc lên một cái tầm khác nữa để còn cạnh tranh với lại các cái đối thủ lớn hơn ở châu Âu, châu Mỹ. Giống như là trước đây chúng ta dùng cái sản phẩm iPhone 4, iPhone 5 những năm 2010 thì chúng ta đã thấy là cái iPhone nó rất là tốt rồi, tốt hơn Nokia rất là nhiều. Thậm chí là nhiều người ở đây đã dùng cái sản phẩm Nokia N72 rồi là 8800 hay 6700, một số người dùng cái 1200 thì chúng ta rất là thích. Nhưng mà nếu mà cái người sản xuất có nhiều kinh nghiệm rồi mà không nâng cái sản phẩm lên thì có thể bị Samsung hoặc là bị iPhone là người ta cạnh tranh mất. Cho nên là đây là một vấn đề lớn. Vì vậy là chúng tôi buộc phải lên giá vì lý do nguyên liệu lên. Thứ hai nữa là vì một cái đẳng cấp, vì một cái trình độ bào chế và nó sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều. Nếu như trước đây quý vị phải tiêm là một nọ Martinan cộng với một nọ glucosaminamin thì trên bảng giá là tương đương với lại 450.000. Thế bây giờ chúng tôi cho luôn cái sản phẩm glucosaminamin ở đây thì quý vị dùng, quý vị cảm giác cái chai Martinan này đắt hơn, nhưng thực tế thì bây giờ là quý vị không phải tiêm cái glucosaminamin nữa, đỡ tốn công, đỡ phải pha chế. Và cái gì cho được vào thì chúng tôi cho vào, cái gì không cho được vào thì chúng tôi sẽ bỏ ra. Vì chúng tôi là chuyên gia về hóa dược. Chính vì vậy là nó tiết kiệm cho khách hàng rất là nhiều. Vì vậy cho nên là cái sản phẩm Martinan trước đây quý vị dùng thì Martinan thường thì giống như là iPhone 6 quý vị đã khen rất là nhiều. Sau này chúng tôi ra cái Martinan LA thì tương đương với lại là iPhone 8, iPhone 10. Sau này chúng tôi ra cái Martinan A còng thì nó tương đương với iPhone 11. Còn bây giờ chúng tôi tiếp tục ra cái Martinan, chúng tôi cải biến, bổ sung thêm glucosaminamin ở đây thì nó giống như là iPhone 12 và thậm chí là đến tận iPhone 15. Cho nên là quý vị dùng là sẽ yên tâm hơn rất là nhiều. Sau này thì quý vị sẽ thấu được là cái chất lượng của nó rất là khác. Chúng ta có thể dùng một cái cặp kết hợp như thế này, là cái bộ ba là Tinangen cộng với lại Cavin Gluco. Thì hiện nay là ba cái này chúng tôi cho tích hợp vào một cái sản phẩm là Tinangen, hoặc là cho những cái tá dược Martinan tương tự như vậy. Tiếp theo là chúng ta có thể là dùng cái kháng sinh thế hệ mới. Chúng ta có thể dùng cái Sequilon này. Chúng ta thấy rất là rõ là cái Sequilon này thì có tác dụng khá là nhiều. Tuy nhiên đối với bệnh ho suyễn thì cái dòng Sequilon này chỉ tác dụng khoảng 80%. Đối với một số cái nhóm khác thì không mạnh đối với lại Sequifua và Sequilon. Cái Sequilon này thì có lợi thế mặc dù là đối với lại phổi dính sườn, phổi quá mủ, liên cầu khuẩn, tụ huyết trùng, nhiễm trùng huyết thì rất là tốt. Nhưng mà đối với Mycobacterium thì không phải là mạnh. Mặc dù có tác dụng nhưng mà không mạnh. Nhưng mà có một cái lợi thế là cái này là an toàn cho heo nái và bò sữa. Cho nên là chúng tôi đã để hình con heo đang cho con bú, không bị mất sữa, và thậm chí cái này đem tiêm cho bò sữa. Hiện nay ở những vùng chăn nuôi lớn thì dùng cái này rất là nhiều, không bị tụt sữa, không bị thải bắt bỏ sữa, vì cái này là chúng tôi đã cho những chất vào để nó không thoát qua mồ hôi, không bị thải trừ thuốc qua thận và không thể trừ thuốc qua cái tuyến sữa qua bầu vú. Tiếp theo cái sản phẩm Martinan này quý vị rất là quen, thì từ cái việc là sáng tạo cái sản phẩm này từ những năm 2013 thì chúng tôi đã ra cái sản phẩm này. Năm 2007 thì chúng tôi ra cái sản phẩm Martinan thường, 2013 thì chúng tôi ra cái sản phẩm Martinan LA này, và đến bây giờ năm 2021 này thì chúng tôi bổ sung luôn glucosaminamin ở trong này. Cho nên là tới đây quý vị dùng thì quý vị sẽ thấy là yên tâm rất là nhiều. Vì vậy cho nên là chúng tôi buộc phải lên giá một phần do nguyên liệu lên. Bản chất của lên giá thì là hạn chế bao bì, hạn chế các cái công chúng ta phải pha chế, chúng ta chỉ việc tiêm thôi vì trong thuốc nó rất là tốt rồi. Chúng ta có thể thấy rằng là từ xa xưa, từ ngày đầu tập đoàn thành lập thì chúng tôi đã có những cặp phối hợp rất là kinh điển như là Tinangen của BMG này. Thì Gentamicin thì chữa được rất là nhiều vi khuẩn, và Tirosin thì cũng chữa được rất là nhiều vi khuẩn. Cho nên hai cặp này kết hợp với nhau thì chữa rất là ổn. Đặc biệt là cái này kết hợp với nhau thì nó rất là nành, cho nên là chúng ta có thể tiêm cho gà bị CLD, CCR và bị nhiễm trùng huyết, bị ORT rất là hiệu quả. Nếu mà chúng ta thấu hiểu thì tập đoàn từ xa xưa thì cũng đã chế một cái cặp này. Tilan là 22,8% cộng với Genta 10% ở dạng đơn lẻ và kết hợp với nhau, và cộng với lại Cavin Gluco. Nếu ba cặp này mà kết hợp với nhau tiêm cho gà thì rất là an toàn. Con gà thì nó rất đặc biệt vì người ta đánh bả gà thì người ta còn cho gà ăn muối, mình cơm nguội, sau đó uống nước hoặc là tự chết. Cho nên là cái môi trường con gà thì rất là khác với lại môi trường của con heo. Con heo thì cái sự cảm nhận về mùi vị tốt hơn của người gấp 5.000 lần. Trong khi đó thì con gà thì nó lại không cảm nhận được mùi vị. Cho nên là cái môi trường để tiêm nó rất là khác. Nếu mà chúng ta tiêm những thuốc mà không được khuyến cáo thì rất dễ gây bị cháy thịt. Đấy, và tương tự thế thì các công ty thành viên của tập đoàn thì đều có những cái cặp kết hợp Gencatino với lại Tiosin với nhiều hàm lượng khác nhau. 22,8 kết hợp với lại là 11
20 kết hợp với lại 10, rồi là 15 kết hợp với 6, 10 kết hợp với 5. Rất là nhiều cái cặp của tập đoàn, nhiều khách hàng sau khi dùng cái Lanolotilan rất là tốt thì đã khuyến cáo công ty là làm một cái hộp để khách hàng. Lâu nay thì mọi người chỉ nghĩ là cái Lanolotilan này chữa xuyễn tốt cho heo, nhưng thực tế thì nó chữa cả viêm vú, viêm tử cung, cả tiêu chảy đều rất là tốt. Khi kết hợp với Zantaino thì chữa những bệnh liên quan đến của ngan gà vịt, ORT hay là nhiễm trùng huyết, tụ huyết trùng, E. coli, viêm ruột hoại tử, đặc biệt là cái bệnh nhiễm trùng huyết gây ngoác của ngan, gây rụng đông, gây hen ở gà. Thì Lanolotilan này kết hợp với Zantaino theo cái tỷ lệ 1:1 thì cũng là một cái cặp siêu kinh điển. Tương tự thế thì công ty HDH cũng có cái cặp bộ 3 Tilagen cộng với lại Capin Gluco kết hợp lại để mix lại một cái phác đồ tổng thể. Thì ở tập đoàn chúng tôi là chế cái Tilagen này là gồm có tyrosin là 22,8% tương đương với lại 26% ở dạng Tandrat, và Gentamicin là 11,8% để kết hợp cái này. Và một cái này là tác dụng kéo dài là 96 giờ. Cho nên trước đây chúng ta đã có Martilan đã tốt rồi, sau này đến năm 2013 chúng ta có Martilan LA thì tốt nữa, đến năm 2016 thì chúng ta có Martilan A cộng thì tốt nữa, tương đương với iPhone 11. Còn hôm nay chúng ta lại có cái Tilan LA này tương đương với iPhone 12, và chúng tôi lại bổ sung luôn là glucosinamide vào trong này, nó tốt hơn rất là nhiều. Và khi dùng 4 năm loại thuốc thì bây giờ được dồn vào một. Chính vì thế sau này nó đẳng cấp thuốc nó là như vậy. Vì một đại cục chúng tôi không thể nào mà không nâng giá sản phẩm được, vì một cái đẳng cấp, vì một cái sự cạnh tranh lâu dài với lại quốc tế. Cho nên là sau này quý vị dùng thì quý vị càng ngày càng yêu mến những sản phẩm của tập đoàn, giống như nhiều năm trước đây mỗi lần lên giá thì khách hàng đều có một chút suýt xoa, nhưng mà sau này quý vị dùng thì quý vị sẽ yên tâm hơn rất là nhiều.